Trong clip lần này, mọi người hãy cùng mình đi đến Yamanashi để ngắm tuyết rơi và ngắm núi Phú Sĩ nha. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người những món ăn đặc sản ở Yamanashi nha. Đây là món ăn sáng đặc trưng ở Yamanashi vào mùa đông đó mọi người. Và đây là món ăn đặc sản ở Yamanashi. Khi đến đây thì mọi người hãy nhớ thưởng thức cái món ăn này nha. Ngoài ra, mọi người hãy cùng mình thưởng thức món sashimi thịt. Nhìn có vẻ giống thịt bò đúng không? Nhưng mà nó không phải là thịt bò đâu. Nếu mọi người muốn biết nó là thịt gì, hãy xem đến cuối video để biết nó là món thịt gì nha. Tụi mình đi đến Yamanashi bằng xe bus, đi từ Yokohama. Và bạn mình á, là bay từ Việt Nam sang Nhật. Và từ sân bay ở Tokyo Narita, bạn nó sẽ đến thẳng cái Yamanashi bằng xe bus luôn. Tụi mình thuê khách sạn ở gần ga Fujisan, cách ga Kawaguchiko 2 ga. Và tụi mình đã đến cái hotel của tụi mình. Bây giờ là tụi mình bỏ cái vali trước. Ở bên ngoài bây giờ là đang nhiệt độ là 1 độ C đó. Đây là sảnh sinh hoạt chung của khách sạn nè. Khách sạn lần này tụi mình thuê khá là rẻ, là 1.3 570 yên cho 2 đêm. Và cái giá này là dành cho 3 người đó mọi người, khá là rẻ. Khách sạn có cả phòng bếp, có cả xe đạp và trên cái rooftop nữa. Đây khách sạn 1889 khá là ổn, mọi người có thể tham khảo. À, tụi mình đã bỏ đồ ở khách sạn rồi thì bây giờ là tụi mình đang ở chỗ Fuji Yoshida. Và bây giờ là tụi mình sẽ đi ăn. Một tụi mình ăn sáng lúc 5 giờ sáng và ăn rất là nhẹ nhàng, ăn có hai lát bánh mì sandwich à. Cho nên là bây giờ là gần 11 giờ 10 rưỡi mà đói bụng quá mọi người à. Chưa tới giờ ăn trưa nhưng mà giờ đi ăn trước. Rồi tụi mình quyết định sẽ ăn udon. Trời lạnh lạnh, ăn udon nóng nóng là y bài. Hiện tại bây giờ là 1 độ C nha mọi người. Mà sao không thấy tiếng gì hết. Bữa đi đợt này chắc bể kèo rồi. Mấy cái chỗ mà mình định check in là phải có tuyết nó mới đẹp, còn không có tuyết thì nhìn nó trơ trọi lắm. Kỳ này chắc là bể kèo nó rồi. Trước cửa quán mình tay kêu 87 màu xanh, có nghĩa là cái quán nó đã mở cửa đón khách rồi đó mọi người, là mọi người có thể đi vào. Này là quán mì udon mà tụi mình sẽ vào ăn nè. Atatakai. Đây là cơm mì của con này. Khi mà mọi người vào quán á, gọi món là sau 3 phút là họ bưng ra liền. Nó may quá cô đấy. Cô đấy là nhiêu đồng đồng? Nó nhiêu đồng? Yoshida đồng. Yoshida đồng. Vegetable đồng đồng. Đồng, chờ chờ, Yoshida đồng đồng. これはキャベツ、キャベツ。ベジタブル。なんでこれ油揚げ。うどんは肉。うん。Còn u đông này là cộng làm bằng tay nè, không phải là u đông là bằng máy. Thích thử nước sốt thì xem như thế nào. Ồ, nước súp ngon á. Nước súp oishi. Vô máy này thật sự là nóng luôn á, mình cởi áo ra ngay lập tức được không, là đổ mồ hôi luôn. Tại vì người ta dùng là sưởi á, mọi người thấy là sưởi không? Đó, cái là sưởi á nên là nó nóng. Spicy. So this. Ồ, mùi ớt cay nha. Như mùi ớt cay nha. Ồ,
Miếng đậu hũ chiên dai dai, nó không có bở nha mọi người, nó là cá bẹt. Cá bẹt là bắp cải hả ta? Ừ, bắp cải. Bắp cải chắc nè. Này cộng là lần nhìn là biết là cộng. U đông làm bằng thủ công nè, chứ không phải làm bằng u đông công nghiệp hay là bằng máy. Sợi u đông công nghiệp là cần bằng máy hay là nó trắng phao à? Và nó như nào nhỉ? Nhìn cọng mì nó mướt, nó cắt đẹp lắm, chứ không phải cắt như vậy đâu. Mà cọng mì này ngon quá, cọng u đông này ngon quá. Ok, thích hết nước súp á mọi người, nước súp ngon. Style ăn udon này là người ta sẽ không đưa muỗng cho mọi người đâu, là mọi người phải cầm bê cái chai này, bê cái này một chút nè. Ăn udon là ăn vậy đó, ăn ramen cũng vậy, chứ không phải là mỗi udon hơn. Sau khi mọi người ăn là phải sột sột luôn không? Ok. Sau khi ăn udon xong á, là tụi mình đang đi kiếm quán cà phê để ngồi uống cà phê và đợi bạn của mình từ Tokyo đến. Sau đó là tụi mình sẽ đi dạo quanh hồ Kawaguchi và ăn tối. Tuyết rơi rồi nè mọi người, mọi người thấy tuyết rơi chưa? Đó, thấy không? Tuyết rơi đang ngày càng dày hơn nè. Nó rơi đến 5 giờ chiều là nó ngừng rơi. Đây là con đường chính ở Fuji Yoshida nè. Này là hotel của tôi. Hostel chứ, hotel mà tụi mình ở tối nay ở 4 giờ nó mới cho check in mọi người à. Và 10 giờ sáng là check out. Đó, thấy tuyết rơi chưa? Tuyết rơi này còn ít á mà, nhưng mà lát nữa là nó sẽ rơi dày hơn. Tại vì tuyết rơi cho nên bây giờ trời rất là mù nên nhìn không thấy núi Phú Sĩ ở đâu hết á. Tụi mình đến một cái quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần khách sạn chỗ tụi mình ở. Cái quán cà phê này nó chỉ có 3 bàn thôi mọi người ạ. Mà decor đồ thấy nó rất là dễ thương của te. Quán cà phê này mình thấy chỉ có một người thôi. Chắc đây là quán cà phê cá nhân cho nên là vừa là chủ, vừa là nhân viên, vừa là phục vụ luôn đó mọi người. Thì anh nhà mình order là một cái ly cà phê cappuccino và một cái bánh, mình không có nhớ tên bánh hay là bánh gì. Còn mình á, thì là mình order một cái phần kem cà phê và một ly latte. Đây là phần kem cà phê nè mọi người. Thì anh chú là bảo là mình hãy đổ hết cái phần kem đó vào, đổ hết phần cà phê đó vào ly kem. Nhưng mà mình đổ vụn về quá cho nên là cà phê nó bị rơi ra bên ngoài, nhìn thấy hơi dơ nên mọi người thông cảm nha. Đổ hết vào, sau đó là ăn kem cùng với cà phê. Thì như mọi người biết, cà phê nó đắng đắng, kem nó ngọt ngọt lành lạnh, ăn khá là ngon đấy. Rất là vừa vặn, rất là vừa vị, không quá ngọt cũng không quá đắng. Kem mát mát lành lạnh, mặc dù là đang là ở bên ngoài đang là thời tiết âm độ, nhưng mà bên trong thì người ta bật máy sưởi cho nên là khá là ấm, cho nên khi vào á, là tụi mình đã cởi áo ngoài ra hết, chỉ có mặc áo lớp mỏng thôi. Cho nên với thời tiết này thì ăn kem cũng không vấn đề gì cả. Cà phê latte là loại cà phê mà mình rất thích, mỗi khi đến quán cà phê á, nên mình dùng gọi món cà phê latte hết á mọi người. Lạnh quá lạnh đi. Nhưng mà tiết rơi nên trời khá là âm u, chả nhìn thấy cái núi Phú Sĩ ở đâu hết trơn, buồn quá buồn. Hy vọng là ngày mai trời nắng, nhưng mà ngày mai trời nắng thì lớp tuyết mỏng này nó tan mất rồi. Sukana dễ sợ. Như bây giờ tụi mình đang đi kiếm quán cà phê khác để ngồi, chứ ngồi có một quán, quán người ta có 3 bàn à, mà hai đứa ngồi hết một bàn rồi, ngồi lâu nữa thì thấy kỳ lắm, ngại lắm, cho nên là đi quán khác. Chứ bây giờ trời lạnh, tuyết rơi mà âm u á, cũng không có đi dạo phố được. Ngày mai thì tụi mình sẽ có lịch trình đi check in một số nơi nổi tiếng ở Fuji Yamanashi. Mình tới quán cà phê ngồi, đợi chị bạn tới nữa, rồi đi ăn tối, rồi ngày mai tụi mình bắt đầu đi chơi.
và mình đã tranh thủ chụp một vài bức hình ở ngay chỗ ga Fujisan. Những hình này được chụp bằng iPhone 14 Pro ở mọi người. Trời đang âm u nhưng mà chụp bằng cái máy này thấy tự nhiên nó sáng hẳn ra luôn á, đẹp ghê. Lúc này là tụi mình đang ngồi trên tàu để đến ga Kawaguchiko. Và tụi mình đã đến ga Kawaguchiko rồi. Ga của tụi mình cách ga Kawaguchiko chỉ có 2 ga thôi, khá là gần. Và đây là quang cảnh bên trong của ga Kawaguchiko. Một quang cảnh rất là bình thường nhưng mà tự nhiên có tuyết phủ lên, mình thấy nó đẹp hẳn ra luôn á mọi người. Không biết mọi người có thấy vậy không? Ở cái ga Fujisan, chỗ mà cái khách sạn mà tụi mình thuê thì mình thấy rất là ít du khách. Nó ít có nhộn nhịp hơn. Và đến ga Kawaguchiko thì mình là thấy là du khách nó rất là nhộn nhịp, đông người. Có lẽ vì vậy cho nên là giá thuê khách sạn ở Fujisan của mình á là nó rẻ hơn so với cái việc mà mình thuê khách sạn ở ga Kawaguchiko. Thì mọi người cũng có thể cân nhắc để thuê khách sạn ở gần ga Fujisan như tụi mình nha. Bây giờ là tụi mình sẽ đi bộ từ ga Kawaguchiko đi đến hồ Kawaguchi. Khoảng cách là khoảng 2,7 km, đi trong vòng 30 phút. Tại vì tụi mình muốn đi bộ là để cho nhìn ngắm khung cảnh hai bên tuyết rơi nó như thế nào, nó đẹp như ra sao. Chứ thật ra là có xe bus đó mọi người ạ. Nhưng mà đi bộ thì có nhiều cái thú vị lắm. Đi trên đường mình không ít lần mình phải ùa lên thì cảnh nó đẹp thật sự luôn á. Ở đằng xa kia có các bác người Nhật bác đang cào tuyết trước cửa nhà mọi người. Tại vì ngày mai khi mà tuyết không rơi nữa, nắng lên thì tuyết nó sẽ tan thành một cái lớp băng. Đi trên lớp băng đó là rất dễ bị trượt té đó mọi người. Và mình cũng tranh thủ làm một vài bộ ảnh làm kỷ niệm. Phải nói là ảnh chụp bằng cái iPhone 14 Pro Max nó vi diệu thiệt đấy. Trời thì hơi âm u mà chụp lên bằng cái chế độ portrait nhìn nó sáng, đẹp ghê luôn á. Hồ Kawaguchi lúc tuyết rơi. Oh, that boat to go around Kawaguchi Lake, đây này. Nè. Sugoi. They have Kawaguchi Roadway. Doko. Oh, I don't know. Ah, Soko janai? Oh, maybe. Ah, so da, so da. Yeah, yeah. That is Roadway. Let me take photo over your view. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ quay lại ga Kawaguchiko để ăn tối. Tụi mình sẽ gọi một cái món đó là món ăn đặc sản ở Yamanashi. Và một cái món khá là lạ đó là sashimi thịt. Còn thịt gì thì lát nữa mình sẽ nói cho mọi người biết nha. Sashimi. Này là thịt ngựa. Osmic sashimi. Thế một two color cho này. Different color. Different part. Osmic sashimi là ngon quá sao? Không sao đâu. Ăn thử đi, ngon á. Ăn thử chứ này. Then I think, yeah, it's much, kind of wasabi much.
ホントとこれと、うん、チンチャそうそうそうちょっとねちょっと、うん、これいい、うん、あいいこれ大根いや同じ同じ同じあそれニンニクだそれガーリックこれガーリックニンニクうんこれで、ジンジャーうん Đó. Hơi lạnh lạnh. Cái soju này rất mềm, soft, easy to melt in your mouth. Thịt mềm dễ tan ghê chị. Mà sao em ăn em không có thấy vị ngọt của thịt. Nhưng mà chấm với có vị chua. Có vị chua là của cái này. I eat this. Wow, ôi xô. Hô tô. Yume in Yamanashi じゃない? わあ、見て見て。うわぁ。でも、お肉ない。お肉はないね。同じ with this morning じゃない?いや、違う。あれはうどん。これはほうとう。ほうとう、でも、from うどん。そう、まあ、look like うどん。同じやん。これ使って。はい。こうやって飲む。でも、I want to eat 肉吗?うん、肉食べて。うん、それ、việc kiểu Thái。ngon không? Thái cũng được không? có thể mang chung với chị luôn nữa nè, nhiều ghê lắm. Ừ.Anh nói là cọng mì ở đây nó gì á hồi chưa là cọng mì ở đây thì nó bự bự và nó hơi dai và nó hơi cứng như vậy đó Onashi with this morning with only yasai Onashi じゃない này không có gì không có thịt luôn với chị món này là một món ăn một lần cho biết ăn một lần cho biết never order again because don't have nick cái cọng này là nó dày và nó hơi dai chứ không phải là cứng như hồi trưa của chị làm thấy nó cứng đó nó không có độ dai luôn á これは they making by themselves? うん、美味しいそう。うん、すごい。ビール、ビール。ở Nhật Bản là bí đỏ là người ta không bỏ vỏ mà người ta ăn luôn cái vỏ. Sợ cái mút bên trong chú thì là nhãn không hết thì đó. Ừ, yên tâm, lát nữa cũng có cái phần thì là chị có ăn thoải mái đi. Bí đỏ không bỏ vỏ nha, ăn vỏ luôn.Coco Allen đa trường ủa chị đang ăn vỏ luôn hả ừ ăn vỏ luôn chị ngon chị đang ngồi lọc vỏ luôn đang ngồi lọc vỏ đó hả ăn vỏ luôn á chị ngon lắm nó hầm nhừ rồi còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha ngày mai mình sẽ đưa mọi người đi đến check in một số điểm rất là nổi tiếng ở Yamanashi để ngắm núi Phú Sĩ nếu mọi người thấy video này hay hãy nhắn cho mình một nút like để khích lệ mình nhaHẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo về du lịch ở Yamanashi. Bye bye!